Xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay Quý xin phép và tiếp tục chia sẻ câu chuyện cái bút đến cả các anh chị và các bạn. Trên tay Quý là vật gì đấy ạ? Là một cái bút đúng không? Thật sự bây giờ con chó mà cứ chạy vào đây, Quý vơ vơ cái vật này trước cổng ông của nó, thì con chó có hành động gì ạ? À, nó có thể nào nó cắn nó gặm cái vật này không? Thế con chó có coi đây là một cái bút không? À, không, nó có thể coi đây là một món đồ chơi hay cái gì đó có thể cắn gặm được đúng không? Thế thì ai đúng không? Người đúng hay là chó đúng? À, cả hai đều đúng. Thì chúng ta có thể rút ra được kết luận đầu tiên, nó là không có đúng cũng không có sai, tất cả tùy thuộc vào quan điểm và góc nhìn của mỗi người hay sự vật khác nhau. Vậy nên hãy tôn trọng thế giới quan của những người hay sự vật khác nhau để tránh xảy ra những cãi vã không cần thiết trong cuộc sống. Nhưng bây giờ cứ đặt cái vật này đây, tất cả mọi người đều bước ra ngoài, tất cả chó đi ra ngoài, trong phòng trở nên trống không, chỉ có cái vật này đây. Thì tại cái thời điểm này, cái vật này sẽ một cái bút hay là một món đồ chơi? Không gì cả đâu ạ. À, thì chúng ta rút ra kết luận số 2 là nó là một vật đều có tính không hay trung tính, nhưng lại cái tiềm năng để trở thành vật gì đó. À, tiềm năng thể hiện như thế nào nhỉ? Bây giờ tôi lấy ví dụ nhé. Giờ cái vật này vẫn đang ở đây. Và ở ngoài bụng có một người bước vào và nhìn thấy cái vật này, thì vật này ngay lập tức lại trở thành gì? À, lại trở thành một cái bút. Bây giờ không phải người bước vào trước mà chó bước vào trước đi, nhìn thấy cái vật này, thì vật này trở thành gì? À, nó lại trở thành một món đồ chơi. Thế điều gì xảy ra nếu như cả người và chó đồng thời cùng bước vào cùng nhìn thấy cái vật này? Thì vật này ngay lập tức lại trở thành gì? Một cái bút, một món đồ chơi. À, cả hai thứ. Chúng ta có thể thấy rằng là trong đây chính là tính tiềm năng của vật năng là không, lại có thể trở thành bút khi người thấy, trở thành một món đồ chơi khi chó thấy nó, và thậm chí trở thành cả hai thứ khác nhau khi cả người và chó đồng thời cùng nhìn thấy. Rồi thế cái thời điểm khi mà người bước vào và nhìn thấy cái vật này ngay là tức trở thành một cái bút định, xuất phát từ nó là tự nó là một cái bút, hay xuất phát từ phía người thấy nó là một cái bút, à, xuất phát từ phía người đúng không ạ? Bởi vì nếu tự nó là một cái bút định thì con chó cũng phải thấy đây là cái bút rồi. Chó có thể viết thư bảo gái, ô em yêu em có một đuôi thật đẹp và miệng thật xinh như trong hồn cả. À, nhưng nó không thể làm được đúng không ạ? Mày cắn gặm cái vật này và coi vật này như là một món đồ chơi mà thôi. Nên chúng ta rút ra kết luận số 3 rằng là mọi việc được xuất phát từ mình mà ra. À, mọi việc được xuất phát từ mình, chúng ta có thể thay đổi nó đó. Để thử xem có thể thay đổi được nhé. Bây giờ chúng muốn thay đổi vật này thì trở thành một người cương chắc rồi. Nó thay đổi vật này thì cương chắc rồi. Bùm, có gì đấy ạ? À, vẫn là một cái bút. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Thì mọi người có thể thấy rằng quyển khẩu hiệu sử dụng cực kỳ nhưng vật này chỉ là một viên kim cương, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đó vẫn là một cái bút. Nên chúng ta có thể rút ra kết luận số 4 rằng đó là mọi việc không nên tự cầu nguyện, hãy theo những suy nghĩ tích cực. Nên dù tự cầu nguyện suy nghĩ tích cực bao nhiêu trong nữa cũng không thể thay đổi bất cứ điều gì nếu chỉ là điều đó không làm được cả. Thế chúng ta có thể thay đổi một việc bằng cách nào? À, chúng ta thay đổi thông qua hành động của mình. Có thể giúp thay đổi mà thôi, nhưng phải lúc nào chúng ta hành động thì đạt được mục tiêu. Bởi vì có rất nhiều người làm việc chăm chỉ, nỗ lực để đạt được mục tiêu nhưng vẫn không thể hoàn thành mục tiêu của họ. Và thậm chí có những người có thể hành động dễ dàng mà đơn giản đạt được mục tiêu của họ, thậm chí đạt gấp 10, gấp 20 lần những gì mà họ mong muốn. Thì sự khác biệt đây là gì? Không điều gì đó chúng ta chuyển đổi. À, chúng ta thấy rằng là mọi việc đều xuất phát từ mình mà ra. Và chẳng những điều chúng ta mong muốn trong cuộc sống cũng đều xuất phát từ chính mình mà ra. Rồi, chúng ta nhìn thấy cái vật này và ngay lập tức nhận ra nó là một cái mũi định xuất từ chúng ta. Hay nó khác trong tâm trí chúng ta đã có một hạt giống của một cái mũi rồi. Và ngay lập tức hạt giống mũi này để bùng nổ để trải nghiệm một cái mũi trong một cuộc sống. Điều này nó nhanh đến mức cho phép mình nhận ra được nó xuất từ trong tâm trí của mình. Mình nghĩ rằng nó xuất từ bên ngoài, mình như thật nhận lầm rồi. Chính vì thế, khi chúng ta mong muốn điều gì đó trong cuộc sống thì trước tiên chúng ta phải có được nó, có được hạt giống nó trong tâm trí của mình thì chúng ta mới dễ dàng thấy nó ở thế giới bên ngoài. Đó cũng chính là 5 cái bài học mà Quý muốn gửi gắm đến tất cả các anh chị và các bạn. Mong thông qua 5 bài học này, cả các anh chị và các bạn có thể ứng dụng cuộc sống của mình.